Chồ muỗng lì. Thả lỏng đi em gồng quá lẫn đau đi. Thả lỏng. Chồ muỗng bé này lì quá. Chắc đau lắm đây em nghe. Muỗng mà lì kiểu này là... Em nghe cái tiếng bực luôn á. Đừng im, chị đang quay, em cố gắng nằm im chị nghe. Tại vì chị quay không to nên là em mà cự quậy cái là trời ơi, mụn không ra luôn á. Mà bé này chịu đau không được nữa. Bé này ở đâu? Đà Nẵng. Đà Nẵng mà không đi nặng mụn à? Không biết chị Loan à? Chưa đi trị nặng mụn lòng mô à? Hay răng? Trị rồi chứ mình đã trước hết xong chứ. Cố gắng nghe. Muộn lì ra mà. Đi nhiều lần ẩn nhiều đã hết chứ.
tùm lum. Đó, cục này là rồi. Cố gắng nha. Chắc nặng được vài hộp nữa thôi. Rồi ráng ít cục nữa thôi.
nghỉ. Vì sao nặng? Mụn lì như chi mà. Quậy đi sợ.